cắt thì người ta đỡ. Giá đỡ, biển quảng cáo lớn, mái che mái vẩy cồng kềnh, vi phạm trật tự đều phải tháo dỡ. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm. Tất nhiên là sạch sẽ hơn, nhưng mà bọn em để hoa như này thì bày hoa chứ bọn em có bày cái gì đâu mà bẩn. Cũng không nghĩ là tháo vậy, nhưng mà các anh làm thì bọn chúng tôi vẫn chấp hành vui vẻ thôi ạ. Ngày hôm nay ra quân thì đa số là các hộ dân cũng rất là đồng tình ủng hộ và chấp hành rất là nghiêm túc. Có những một số trường hợp mà vi phạm thì tổ công tác cũng đã cưỡng chế, nhưng mà người dân cũng chấp hành. Để thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, Công an quận Cầu Giấy huy động toàn bộ lực lượng liên ngành, giao thông, phòng cháy chữa cháy, thanh tra giao thông, môi trường để giải quyết dứt điểm các vi phạm. Từ cách đây 20 ngày và đã duy trì thường xuyên, liên tục để đảm bảo cái mỹ quan đô thị của tuyến phố phục vụ SEA Games. Huy động tổng thể 100% các lực lượng tham gia để phát huy tốt vai trò chức năng của từng lực lượng một. Có như vậy thì mới bảo đảm để xử lý triệt để và bảo đảm cho thành công của hoạt động này. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động của SEA Games 31, Công an thành phố Hà Nội cũng đã lên phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện theo các cung đường trong thời gian diễn ra đại hội. Tất cả vì mục tiêu hướng tới kỳ SEA Games 31 thành công.